Tết cho con radio 50. Xe này chứa làm nồi gì. Nồi xong đó, test cho anh em xem khác biệt. Dưới này vario 125 nha. Lên mâm. Lên mở ra làm. Đây, chiếc vario 125 sau khi mình làm nồi lại xong. Mình làm hồi trước hồi sau bẻ độ vớt bay gánh bi rồi khoan chu bố rồi xô cầm lại hết để nó mở tua nó nhẹ xe này làm phun nồi nha. Cái thay cái lọc gió lọc trời để giúp cái lượng gió nó nhiều hơn, gắn cái phụ test cái bộ ORA bây giờ. Cái bộ này là cái mẫu của 2016 mà mình gắn vô đây chế cái bát. Bây giờ mình lắp vô mình test cho anh em xem nè. Đây test cái vario nó làm nồi bô lọc gió. Nãy zin nó 120 nha, cái này 125 nha anh em. Mình nó 120 còn 150 thì thường lên 127 125 làm nồi lên 155 tới 158 tùy xe. Bây giờ mình lắp cái nồi vô mình test thử cho anh em coi nha. Có ốp cái lốc nồi vô đây. Rồi mình làm winner, UAS, AB, SH, Quy, winner nè. Gió. Cái phù.
những chiếc xe chuẩn bị làm đẹp. Texas Vario Việt Nam với bắt tầm chiếc xe đang trong quá trình hoàn thiện. N62 này, cái đầu mới làm xong. Ơi. Ờ.